Bây giờ Phúc xin phép giới thiệu người học trò mới của Phúc. Nãy giờ hát là giờ cho hát mệt rồi, giờ tới cho học trò hát. Xin giới thiệu bạn Công Văn Dương. Thực sự thì Dương cũng giống như là một người em của Phúc. Hôm nay là lần đầu tiên Phúc giới thiệu, là bởi vì Phúc cũng không bao giờ muốn giống như là giới thiệu là học trò của mình, nhưng là bởi vì đã lỡ dạy cho em rồi, và bởi vì Phúc đã có cảm tình với bạn này. Vì sao? Vì mặc dù bạn ấy là người gốc Hà Nội, Phúc là người gốc miền Tây, cũng không có liên quan gì với nhau hết, và ở giọng hát cũng không có liên quan gì với nhau luôn. Nhưng mà Phúc thấy ở bạn ấy là một cái niềm đam mê rất là giống Phúc lúc còn nhỏ. Lúc 18, 19 tuổi bắt đầu lên Sài Gòn có một cái khát khao, có đam mê. Và quan trọng hơn hết là bạn ấy có tố chất và bạn ấy có tiềm năng. Nên là Phúc thấy được cái điều đó, Phúc thấy rất là giống ở mình và cái tuổi trẻ. Và Phúc biết được là ở cái tuổi đó Phúc đang cần điều gì, Phúc đang khát khao điều gì, muốn được làm những gì mà mình đam mê, mình thích. Thì Phúc thấy được ở Dương, nên là Phúc đã nhận Dương vào công ty và nhận làm người học trò của mình. Coi như đây chính thức là người học trò đầu tiên của Phúc mà Phúc training. Thì Phúc có một bài hát rất là dễ thương mà Phúc nghĩ là bài này nó phù hợp với Dương nhiều hơn. Nhưng mà để Dương hát bài này không á, thì nó cũng không đã. Là bởi vì Dương, cái tính cách của bài này nó trẻ, nhưng mà Dương thì nhỏ quá. Phải pha thêm cái tính cách của Phúc nữa, phải đàn ông tí xíu. Tức là bài này đi cua gái mà cái hai kiểu cua khác nhau, không thằng nít cua khác, người lớn cua khác. Bây giờ Phúc sẽ để cho các bạn nghe thử bài hát rất mới của nhạc sĩ Nguyễn Anh luôn. Và bài hát này cũng sẽ nằm trong album sắp phát hành tới đây của Phúc. Ca khúc rất dễ thương, bài hát được mang tên Ngỡ Ngàng. Xin mời các bạn nghe thử. Like,
vui trong heo. Em chỉ vui thoáng qua những đêm đâu có hay dài. Anh nhớ anh đi đâu. Vội vã bước nhẹ thật gần bên em, lại một lần nữa khiến anh bỗng ngỡ ngàng. Nụ cười hay em cho anh nét mắt kia trong mê đắm. Lặng lẽ giữa dòng người vội quá mau, rồi anh lê bước qua phố về. Hôm nay dẫn em về từ gần bề, yeah. Vội vã bước nhẹ thật gần bên em, lại một lần nữa khiến anh bỗng ngỡ ngàng. Nụ cười hay em cho anh nét mắt kia trong mê đắm. Lặng lẽ giữa dòng người vội quá mau, rồi anh lê. Thank you. Một tràng pháo tay thật lớn lên Tiên Dương nè. Tiên Dương, hôm nay hát rất là tốt.